cư Suối Nghệ có địa chỉ tại 249 đường số 14, Suối Nghệ, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đồi cừu xinh đẹp này từng chỉ là một mảnh đất bình yên với những thảm cỏ xanh mướt. Ở đây, có vài gia đình chăn nuôi cừu để lấy thịt và lông làm kinh doanh tầm 400 con. Nhưng rồi, những du khách đã ghé qua và chụp những bức ảnh và đưa lên mạng xã hội. Từ đó, đồi cừu đã nổi tiếng khắp nơi và thu hút hàng ngàn người đến tham quan. Giờ quá à, xuống đạp cứt lên thú quắc luôn. Thôi bây giờ mấy mình tay sòng đi. Đã đến đồi cừu nhưng mà không có xuống được, lý do cừu dơ quá. Xin mời mọi người sẽ chia tay. Trời ơi, lịch chân. Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới của vùng Đông Nam Bộ nên khí hậu có hai mùa đặc trưng rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Bước vào mùa mưa, nơi đây sẽ có những cơn mưa bất chợt. Mưa ở đây không dài, nhưng liên tục có thể khiến chuyến đi chơi bị gián đoạn. Mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết nơi đây chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên thời tiết nắng đẹp mát mẻ. Khoảng thời gian này ở Vũng Tàu rất thích hợp để đi du lịch. À, trước đi thì dẫn vô đây thì cũng vậy đó hả? Rồi rồi, tính phí sao Bảo? Trước là nó còn đẹp không Bảo? Hả? Trước cảnh nó còn đẹp không? Thì cảnh đó thì nó vẫn vậy đó hả? Thì xuống dưới chụp hình với cừu thôi hả? Sao mà đơn giản như vậy? Sao mà kinh doanh được? Đơn giản như vậy sao mà kinh doanh làm ăn gì được? Vậy xuống nghệ thì được, cừu xuống nghệ là nó đó. Đó. Nếu muốn chơi đùa cùng những chú cừu dễ thương, nên ghé thăm đồi cừu vào khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ sáng hoặc 3 giờ đến 4 giờ chiều. Đó là lúc thời tiết mát mẻ và các chú cừu đã no bụng nên rất vui tính. Tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi, nên đoàn quyết định chỉ ngồi trên xe nhìn những chú cừu xinh đẹp và sau đó di chuyển đi ăn trưa tại trung tâm thành phố Vũng Tàu. Vô Vũng Tàu rồi đó. Vô rồi, anh em ơi. Vô thằng Vũng Tàu. Mời coi đó. 51, chứ không có 52. Chúng ta đang từng bước tiến vào thành phố Vũng Tàu. Mọi người thức chưa? Chưa. Có ngủ được đâu mà thức. Được. Chỉ có Song Quyên có anh em. Tới đây rồi, tới đây rồi. Chỉ có Song Quyên có anh em ngủ à. Nhà có ai không? Không. Hôm nay đi thằng Hoàng có mấy tài xế vui quá anh em ơi. Alo. Trời nay trong xanh quá ha. Tuyệt vời luôn. Hôm nay đang ở Hậu Giang mưa te tua. Mưa te tua tơi tả trời luôn trọng. Cây xanh rồi quá trời hả ta. Thành phố đẹp quá. Đúng rồi ta. Bước vô thành phố Vũng Tàu thì hai bên là hai hàng cây xanh rất là quá đẹp. Bóng mát, đẹp. Quá đẹp. Rất là sạch luôn. Cái đường rất là sạch luôn. Hai hàng bắt cây xanh. Có biết là như đâu? Mọi người đó. Hôm nay được mình được phục vụ với thầy cô. Trung học phổ thông Duy Thanh. Trung học phổ thông Duy Thanh. Trung học phổ thông Duy Thanh. Mong một chuyến đi thầy cô có thể vui vẻ. Nó lộn cái lời thì người ta nói lại cái lời. Trời ơi. Mình cũng gần tới khu du lịch Bãi Biển. Thầy sẽ đi ghen luôn à. Không, thầy không chịu rồi, chịu điều đó. Chịu
cười vậy là được rồi đó. Cô Duyên có cười vậy là được rồi. Nãy giờ nói chuyện có trợ gì em không rồi? Nè, cây quá tuyệt vời luôn, xanh mướt luôn. Chúng ta thành phố đáng sống nha. Đúng là thành phố đáng sống, đẹp là nhất. Long cung. Xây dựng sửa chữa đâu lại chứ. Ồ, chúng ta mới gặp một cái tòa nhà rất là cao. Tính ra chụp chắc ngày mà nó hay quá đẹp. Đầu tiên mà nó xuống mà thấy nó xanh vậy. Rất là thích. Thích thú luôn. Dít này á, ở Thanh mình có nè. Dít chít không? Hả? À, dít chít nè. Victoria. Victoria. Mà ở Duy Thanh à, không biết là nó phá sản dẹp tiệm chưa. Thầy Tú à, đúng rồi, thì thầy Tú đại gia có mấy căn ở bảo nó biết thanh lý được chưa nữa. Muôn căn bây giờ kiếm được ra. Đó, bây giờ là đang ngọt giá rồi. Bây giờ là thầy Tú ơi, mấy căn ở bảo giờ đang ngọt giá nha quý anh chị cô bác. Thầy Tú đúng rồi, thầy Tú ơi, mấy căn ở trong cái khu dít đó. Bây giờ đang hợp giá, đang hợp ngân hàng rồi. Ái ơi, ái ồ, thầy Linh là em bụt của bác ba luôn đó. Chuyên nhân quốc ba. Chuyên nhân của hàng một chữ hả? Chịu luôn. Toàn bộ là xe điện cho đá đá thì ờ, đó hả? Cái màu đặc trưng của nó. Có không? Có chữ V đó. Nó toàn bộ xe điện không? Trời, hai thằng kỳ lạ đó, đi vào lịch sử luôn đi. Đoạn đường dài này nó làm cái lên trong cho xe gắn máy hợp lý quá ha. Tuyệt vời luôn á. Đoạn này rất là dài luôn. Trong mắt người luôn ha. Không là luôn, xe gắn máy chạy trong là bao mát luôn. Bao mát, bao an toàn nữa. Đúng rồi. Mà thiết kế này nó giống giống một đoạn ngắn chỗ đẹp. Nó có đoạn ngắn. Chỗ chú cổng chính không? À, chỗ cổng A đó. Trước là dòng xe gì đó. Ừ, bạn trước bạn sau đúng là kìa. Mắm Chí Hải, đặc sản Bà Rịa Vũng Tàu. Ờ giờ này không mắm Chí Hải rồi. Đây mình đi thẳng lên đó là đường đài liệt sĩ á. Ồ, giờ đi đường từ đây đi ra. Đó nó đẹp quá đẹp đi. Đền thờ liệt sĩ thành phố Vũng Tàu. Đúng
seafood. Thành phố du lịch phải cỡ này mới được chứ. Biển luôn rồi, biển Việt Nam quá đẹp bà con ơi. Đây là cái đường mình thuê trọ nha anh em ơi. Quá đẹp. Cái đó là biển nhân tạo đó thôi.
quá lớn. Rồi bây giờ sao xuống dưới thằng tay ha. Rồi thì xuống đây đi, rồi ai muốn lên xe đó thì lên, ai muốn lên xe đó thì lên, dưới này kiếm cà phê uống. Sao nhìn cái này lên nhớ thấy ngán quá thôi. Sao bắt bảo vệ kêu rồi, bắt tay ơi kêu chỗ đậu xe vậy đó. Thả xuống không hay sao? Nắng quá mà con này, nắng quá anh em. Rồi bây giờ ai xuống ai lên từng chút thì xuống xe nha. Ok. Mấy giờ xuống xe? Điểm lên tượng là được rồi, vòng vòng kiếm ngắm cảnh rồi. Bây giờ đang là 10 giờ. Còn 2 tiếng nữa. Lên tới bàn tay thì nó quá trời nha. Lên tới thử mình chỉ chắc khoảng 1 tiếng đi. Khoảng 1 tiếng đi rồi mình. Ủa trời dữ vậy? Kinh khủng con kích. Con kích bà. Tượng đài Chúa Kitô Vua, hay còn được gọi là tượng Chúa Giang Tay, được xem là một biểu tượng to lớn, độc đáo và kỳ vĩ của thành phố biển Vũng Tàu. Tượng Chúa được xây dựng trên đỉnh núi nhỏ núi Tao Phùng, nằm tại con đường Thủy Vân, ngay trung tâm thành phố. Tượng đài Chúa Giêsu được xây dựng vào năm 1972 nhưng chỉ sau đó 2 năm, bức tượng bị buộc phải dỡ bỏ. Sau đó, tượng được xây dựng tiếp đến năm 1975 thì dừng lại. Mãi, đến năm 1992 thì công trình xây dựng tượng Chúa mới được thiết kế lại và tiếp tục xây dựng. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1994, khu tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Tao Phùng đã chính thức được khánh thành. Lên, nó bỏ lên lại à, nó bỏ lên lại. Rất núi mà. Cậu đó đó. Đi khí khí con bên kia. Nó đang bò dưới đường ga. Bò qua bên kia. Kè kè dừng kìa. Em gái, em kìa. Nó chưa thấy, nó chưa thấy, nó chưa thấy. Dưới cái bậc thang kìa. Ở dưới đó cá, dưới đó cá, dưới đó cá. Chạy đâu, chạy. Cái này tượng nằm ở độ cao 136m so với mực nước biển, có chiều cao lên đến 32m, đo chiều dài phần hai cánh tay dang rộng là 18,4m. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây chính là tượng Chúa giang tay lớn nhất Việt Nam và khu vực châu Á. Tượng Chúa Kitô Vua được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa các quốc gia và được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam và Công ty Văn hóa Đầm Sen trao cho kỷ lục tượng Chúa Giêsu lớn nhất Việt Nam. Tượng Chúa Kitô Vua được đặt trên bệ khối chạm hình Chúa và 12 tông đồ. Bên trong tượng là 133 bậc thang dẫn lên tận hai cánh tay của tượng. Trong lòng tượng có thể chứa được 100 khách tham quan cùng một lúc. Khuôn mặt tượng được điêu khắc đầy vẻ hiền hòa, hướng ra biển cả rộng lớn. Đứng trên hai cánh tay tượng, bạn có thể hướng mắt ra xa, chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh rộng lớn của khu vực biển bãi sau và một phần của thành phố Vũng Tàu. Dù chỉ là bức tượng từ bê tông cốt thép nhưng tượng Chúa Kitô được thể hiện hết sức sinh động và sáng tạo. Những chi tiết về thẩm mỹ và nghệ thuật như tư thế đứng, thần thái, nét mặt, trang phục đều cực kỳ sống động. Từ
tượng cao sừng sững, vương trại giang rộng như nâng đỡ con người, như đang bao bọc chúng sinh. Để lên đến chân tượng Chúa, bạn cần vượt qua hơn 800 bậc thang, cao khoảng gần 500 mét. Hai bên bậc thang được trồng nhiều cây xanh nên rất mát mẻ. Du khách không cần lo lắng sẽ bị mệt, vì trên đường đi sẽ có nhiều trạm dừng chân, ghế đá để nghỉ ngơi. Tại các điểm dừng chân, mọi người sẽ được tận hưởng vẻ đẹp từ muôn hoa khoe sắc, ngắm biển từ lưng chừng núi và cảm nhận không khí thiên nhiên trong lành. Đến đỉnh núi, du khách sẽ được tận mắt thấy một công trình kiến trúc đồ sộ, đậm nét nghệ thuật và thẩm mỹ. Tượng Chúa đứng trên nền bê tông với độ cao hơn 10 mét. Xung quanh đế tượng có hai bức họa phù điêu bữa tiệc ly ở phía trước và Đức Chúa trao chìa khóa cho phê dâu ở mặt sau. Để lên đến vai tượng, dù đứng trên vai tượng Chúa, bạn có thể cầu nguyện những điều tốt lành và bình an, tương truyền rằng mọi điều ước của bạn tại đây đều trở thành hiện thực.